Ok, xong cơ rộp ảnh nhạc chúng đẹp xu bóng bóng nẹ sẵn sàng nơi mười rình xa ổng lệch chí tìm mệt rây ngày nay vừa mới chụp xài kết mấy hai khi nhóm vô chúng nói nông bí xa ổng lệch nì dì biệt quân cho mùi nâng ca pra pra as per as chúng đang thật ta ca pra pra nực nông biệt đài nì dì nì dì pra tại as per as miền nây đếch miền nây đôi mặt đếch bóng bóng mà riêng chúng mình được chăm chạy tại mặt đoàn đôi tỏ tại bạn chẳng được không cả bà bà as well as nâng cư chỉ tu tất trong thuộc khơi bằng ôn bà bà riêng miền cạp con trở lòng mặt tình có vấn tế dương nâng sắc xa tổng học nên ta ta chung đợi những cả bà bà as well as nâng cư thì miền liệu nạ con cả bà bà dòng bạch lạc. Ok, chẳng as well as nâng miền này thá not only but also nâ? Not only but also các bạn phải as well as nâng miền này thà not only but also phải thà mình trâm tái thèm tiền nè mình trâm tái thèm tiền. Ok chẳng not only but also cứ chia phổ phết này các bạn phải as well as ưu dụ hòa thà Mr. John as well as Rota passed the national exam. Mr. Choi, as well as Ratha, passed the national exam. Dương Prai Tham, mình trâm tay Ratha tế để bàn bà lòng chuộp nơi ca bà lòng thả chiến nụ. Thaym tiền lục chói của bà lòng chuộp này. Thế nhưng Prai Pia Tham, mình trâm tay thaym tiền hay dương. Dương dục mà Prai thì dục bị as well as môn nó là bộ phố hay bộ tốt mắt mà Prai Mr. Choi cậu ấy ná. Chẳng những bài thật, mình trăm tay rọt thả tế để bàn bà lòng chọc thả chiến nổ. Xong bây tay Mr. John cũng bà lòng chọc lại. Ok. Ok, this shop sells pencils as well as pens. Ok, this shop sells pencils as well as pens. This shop sells pencils as well as pens. Hàng này nó luộc mình trâm tay bây giờ xong bây khả mạng đáy cái lụa đáy. Ok mình trâm tay thêm tiền lụa khả mạng đáy khả mạng đáy. Ok nếu ưu tiêu hoa thì bầy nè bóng ổn. Ok mà đó là mùi tiếp từ note rồi biết không ca pra pra à kháng đám as well as đây không bởi diễn đấy as well as cứ dừng ai pla adjective pla noun as well as pla adjective go pla noun có bằng tay mà đó chùm nội đầy dân u oi cọt chùm nám chúng nói cầm nọt chấm nám nó cứ ca pra pra as well as verbs after as well as cứ come in ing form cứ bắt đầu âm p verb diner bắt đầu âm p as well as nó cứ tra pra verb ing nó bằng con verb ing tùm rung mà viết cứ chia verb ing. A boy broke the window as well as destroying the wall. A boy broke the window as well as destroying the wall. Mình pro nó cứ ban vay cầm tịch rồi cầm tịch nơi vùng uối. Hoặc xong tấu, mình pro nó cứ mình trâm tay bằng play nơi trình chiến về. Xong bây vùng uối có vay đại, xong bây vùng uối có vay cầm tịch đại ná. Ok, chắc a boy broke the window as well as destroying the war. Chẳng mình pro mình trâm tay bằng plate bằng plan nơi chung chiêng tế xong bay bằng úi còn bằng plate bằng plan đại. Ok nè ưu tiêu hoa tìm mùi nè bằng bốn nè ưu tiêu hoa tìm mùi ưu tiêu hoa tìm phí. Ok ưu tiêu hoa tìm phí he was beating on the head as well as being tortured. He was beating. Okay, he was beaten on the head as well as being tortured. Quạt nó trâu ban kê thơ trôn là cảm thấy thêm kênh kì vay kà bào thêm kì. Beating on the head nó phải trâu vay kà bào. Quạt mình trâm tay trâu ban kê thơ trôn là cảm being tortured. Quạt mình trâm tay trâu ban kê thơ trôn là cảm thấy thêm kênh kì vay trong kà bào thì khởi đấy. Nhưng chẳng as well as cứ bắt đầu bị viết bằng verb nhưng pra verb ing từ be being đấy verb ing as well as destroy the destroying
អានឹងគឺជារបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់verb បន្ទាប់អំពី s + s អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបានជាប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់បងប្អូនអូខេអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ